Cô chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ học môn tập làm văn với tựa bài tập viết thư và phong bì thư. Ở bài này chúng ta sẽ thực hiện 3 hoạt động. Hoạt động 1, nhận xét về cách trình bày một bức thư. Hoạt động 2, tập viết một bức thư cho người thân. Và hoạt động 3 là tập viết phong bì thư. Nào, chúng ta cùng bắt đầu với hoạt động 1 nhé. Ở tiết học trước, các em đã được học bài tập đọc thư thăm bà. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lại để nắm được một bức thư chúng ta phải viết những gì. Các em quan sát dòng màu đỏ. Đây là dòng đầu tiên của bức thư. Dòng này ghi những gì nào? À đúng rồi. Dòng đầu tiên của bức thư ta sẽ ghi địa điểm và thời gian viết thư. Địa điểm ở đây là Hải Phòng và thời gian viết thư là ngày 6 tháng 11 năm 2003. Dòng tiếp theo của bức thư đó là lời xưng hô. Vậy các em hãy quan sát thử, đây là lời xưng hô với ai? À đúng rồi, đây là lời xưng hô với người nhận thư. Và người nhận thư ở đây là bà. Tiếp tục, các em hãy quan sát phần in đậm của bức thư. Phần in đậm trong bức thư này gọi là gì vậy? Đúng rồi, đó chính là phần nội dung của thư. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ nội dung của bức thư. Xem trong phần nội dung này chúng ta phải viết gì nhé. Đầu tiên bạn mình viết lâu rồi, cháu chưa được về quê, cháu nhớ bà lắm. Đây chính là lý do vì sao bạn mình viết thư đấy. Và lý do ở đây chính là bạn nhớ bà của bạn. Dạo này bà có khỏe không ạ? Đây là câu dùng để hỏi thăm sức khỏe của bà. Gia đình cháu ngoài này vẫn bình thường, năm nay cháu học lớp 3. Từ đầu năm học đến giờ cháu được 8 điểm 10 rồi đấy bà ạ. Ngày nghỉ cháu thường được bố mẹ cháu cho đi chơi. Ở đoạn này là đoạn bạn mình kể về mình và gia đình của mình cho bà của mình nghe. Cháu vẫn nhớ năm ngoái được về quê thả diều cùng anh Tuấn trên đê và đêm đêm ngồi nghe bà kể chuyện cổ tích dưới ánh trăng. Đoạn này nhắc lại những cái kỷ niệm của bạn khi còn ở quê với bà. Cháu hứa với bà sẽ học thật giỏi, luôn chăm ngoan để bà vui. Cháu kính chúc bà luôn mạnh khỏe, sống lâu. Cháu mau chóng đến hè để được về quê thăm bà. Đây chính là lời chúc và lời hứa hẹn của bạn đối với bà của mình. Như vậy chúng ta đã nắm được phần nội dung chính của bức thư. Trong nội dung chính của thư chúng ta phải nêu được lý do viết thư, phải hỏi thăm sức khỏe, kể về mình và gia đình, nhắc lại những kỷ niệm khi còn ở bên người mà mình viết thư, và cuối cùng là lời chúc và lời hứa hẹn. Và đây là phần cuối của bức thư này các em. Chúng ta hãy quan sát và nhớ lại xem phần cuối của bức thư ghi những gì. Ở phần cuối thư này chúng ta sẽ ghi lời chào, chữ ký và tên của người gửi. Như vậy một bức thư phải có đủ 3 phần. Phần đầu thư ghi địa điểm, ngày tháng năm viết thư và lời xưng hô. Nội dung chính của thư. Và cuối cùng là phần cuối thư thì các em sẽ ghi lời chào, chữ ký và tên. Chúng ta đã biết cách trình bày một bức thư rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với hoạt động 2. Cô có yêu cầu bài như sau. Dựa theo mẫu bài tập đọc thư gửi bà, em hãy viết một bức thư ngắn cho người thân. Các em hãy xem giúp cô. Bài này yêu cầu chúng ta làm gì nào?
À, đúng rồi. Bài này yêu cầu chúng ta viết một bức thư ngắn cho người thân. Chúng ta cùng xem lại. Để viết một bức thư ngắn thì chúng ta cần có dòng đầu thư ghi nơi gửi, ngày tháng năm. Chúng ta phải có lời xưng hô với người nhận. Ở đây chúng ta viết bức thư ngắn cho người thân thì người thân ở đây có thể là ông, là bà, là cô, chú, bác, là anh chị hoặc là ba mẹ của mình. Sau đó, chúng ta sẽ viết tiếp đến phần nội dung thư. Trong phần nội dung này, các em sẽ viết khoảng 4 đến 5 dòng để thăm hỏi, báo tin cho người nhận thư, đồng thời ghi lời chúc và lời hứa hẹn của mình đối với người nhận thư. Và cuối cùng là lập phần cuối thư, chúng ta sẽ ghi lời chào, chữ ký và tên các em nhé. Để làm được bài tập này, các em hãy dựa vào các gợi ý sau. Đầu tiên, em cần xác định xem mình sẽ viết thư cho ai. Ở dòng đầu thư mình sẽ viết như thế nào? Em sẽ xưng hô như thế nào để thể hiện được sự kính trọng và tình cảm của mình đối với người nhận thư? Ở phần nội dung, các em cần xác định mình hỏi thăm người thân điều gì? Em sẽ chúc người thân điều gì và hứa hẹn gì với người ấy? Kết thúc lá thư, em sẽ viết những gì? Bây giờ các em hãy suy nghĩ và lập dàn ý ra nháp trong thời gian 3 phút. Nào, chúng ta thực hiện nhé. Thank you.
đã tìm được ý chưa nào? Bây giờ cô và các em sẽ cùng lập dàn ý nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ xác định bức thư này chúng ta viết cho ai, và cô muốn viết thư cho ông, nên cô sẽ ghi là em viết thư cho ông. Ở dòng đầu thư, chúng ta sẽ ghi địa điểm và ngày tháng viết thư. Cô đang ở thành phố Hồ Chí Minh, nên cô sẽ ghi là thành phố Hồ Chí Minh ngày tháng 5. Vì cô viết thư cho ông nên cô sẽ dùng lời xưng hô là ông kính yêu để thể hiện sự kính trọng đối với ông của mình. Các em chú ý cho cô, đối với người thân lớn tuổi hơn ta thì ta sẽ dùng những cái lời lẽ để thể hiện sự kính trọng. Còn những bạn nào lựa chọn viết thư cho bạn bè hoặc là em của mình thì đối với bạn bè, những người cùng trang lứa hoặc là nhỏ tuổi hơn thì chúng ta có thể dùng những cái từ ngữ thể hiện sự thân ái các em nhé. Trong phần nội dung thư thì các em sẽ ghi lại những cái điều mình muốn hỏi thăm người thân của mình. Ví dụ như là hỏi thăm về sức khỏe nè. Rồi chúng ta sẽ báo cáo cái kết quả học tập của mình cho người thân nghe, hoặc là nhắc lại những cái kỷ niệm của mình đối với người thân. Ở phần cuối của bức thư, em sẽ ghi lời chúc đối với người nhận thư và lời hứa hẹn. Ở phần kết thúc của thư thì em nhớ ghi lời chào, chữ ký và tên của mình nhé. Khi viết thư, các em cần lưu ý, trình bày thư cần phải đúng hình thức, vị trí dòng ghi ngày, tháng, lời xưng hô, lời chào. Dùng từ và đặt câu đúng, lời lẽ phải phù hợp với đối tượng nhận thư. Đối với người lớn thì thể hiện sự kính trọng, đối với bạn bè thì thể hiện sự thân ái. Như vậy các em đã nắm được cấu trúc của một bức thư và cũng đã tìm ý để chuẩn bị cho bức thư của mình. Nhiệm vụ của các em bây giờ là dựa vào bài tập đọc thư gửi bà. Các em hãy hoàn chỉnh cho cô bức thư của mình. Các em hãy viết bức thư của mình ra nháp. Sau đó nhờ phụ huynh chụp lại và gửi sản phẩm về cho giáo viên chủ nhiệm nhé. Cô mời các em tiếp tục với hoạt động 3, tập viết phong bì thư. Trước tiên cô có một cái bì thư. Các em hãy quan sát. Các em nhìn cho cô ở góc trên bên trái. Ở góc này người ta ghi Đỗ Trung Kiên, thôn Hải Lạng, xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Như vậy em xem, ở phần góc bên trái này người ta ghi những nội dung gì? Ở góc trên bên trái người ta ghi họ, tên và địa chỉ của người gửi bức thư nha các em. Tiếp tục chúng ta quan sát tiếp ở góc dưới bên phải. Ở đây có ghi người nhận Nguyễn Hữu Chí, xóm 2, thôn Hạ, xã Kim Ngưu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Như vậy góc 2, ở góc dưới bên phải này ghi gì? Góc dưới bên phải này chúng ta sẽ ghi họ, tên và địa chỉ của người nhận. Như vậy góc trên bên trái thì ghi họ, tên và địa chỉ của người gửi thư. Còn ở góc dưới bên phải thì sẽ ghi họ, tên và địa chỉ của người nhận thư. Các em nhớ nhé. Ngoài ra, ở góc trên bên phải, ở đây có cái gì nào các em? Đây chính là chỗ để dán con tem đấy các em ạ. Như vậy khi ghi bì thư thì các em chú ý ở góc bên trái phía trên chúng ta sẽ ghi họ, tên và địa chỉ của người gửi. Còn ở góc bên phải phía dưới ta sẽ ghi họ, tên và địa chỉ của người nhận. Còn góc bên phải phía trên là nơi dành để dán tem trước khi bỏ vào hòm thư các em nhé. Cô
Xin chào tất cả các em và hẹn gặp lại các em ở những tiết học tiếp theo nhé.